Điều không thể phủ nhận của mỹ nhân Cbiz, địch đại Nhật Ba có số làm minh tinh, sự nỗ lực không ngừng của Dương Tử. Không phải mỹ nhân hoa ngữ nào cũng được công nhận, vẫn có nhiều người thích hoặc không có thiện cảm với họ. Tuy nhiên ở dàn mỹ nhân hoa ngữ vẫn có những điểm mà chúng ta khó lòng phủ nhận được. Các bạn biết đó là gì không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Lưu Diệc Phi may mắn. Chúng tôi tin rằng sự may mắn của Lưu Diệc Phi chắc chắn sẽ mọi người thấy kinh ngạc. Tuổi 10 năm cô ấy đã nổi lần lần, dù đóng vai phụ trong Kim Phần Thế Gia. Sau đó thì đúng kiểu nhận phim nào phim ấy nổi đình nổi đám. Thêm vào đó Lưu Diệc Phi còn có thêm sự giúp đỡ của người cha nuôi tỷ phú, nên sự nghiệp của cô trải đầy hoa hồng, tài nguyên đỉnh cấp và muốn gì được nấy. Mà không chỉ vậy thôi đâu, dù suốt 15 năm liền không có phim nào thành công, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn rất nổi tiếng. Dương Mịch tài giỏi. Có thể bạn không công nhận diễn xuất và cả ngoại hình của Dương Mịch, nhưng chắc chắn sẽ khó mà phủ nhận sự bản lĩnh của cô ấy. Không có chỗ dựa trong làng giải trí nhưng Dương Mịch từng bước đi lên, tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ. Sau khi đã có chỗ đứng trong giới, Dương Mịch chuyển hướng sang kinh doanh, gặt hái được nhiều thành tích vô cùng ấn tượng. Cô cũng có công đưa địch đến Nhật Ba thành đỉnh lưu như ngày hôm nay. Ngoài ra IQ và EQ của Dương Mịch đều rất cao, khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Sự nỗ lực của Lệ Dĩnh và Dương Tử. Chị Lệ Dĩnh đến từ một vùng quê nghèo khó, việc cô ấy vào showbiz cũng là vì muốn thay đổi cuộc đời của bản thân. Ngay từ những năm mới vào nghề, chúng tôi thấy Lệ Dĩnh gặp muôn vàn khó khăn khi không có hậu thuẫn, lại còn bị nhiều đạo diễn và các diễn viên khác coi thường. Nhưng những điều này chưa bao giờ khiến Lệ Dĩnh nản chí, cô cố gắng bám trụ lại showbiz, tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng sự nỗ lực của Lệ Dĩnh đã được đền đáp. Cô trở nên nổi tiếng và là một trong những sao nữ hot nhất hiện nay. Dương Tử cũng là một sao nữ gặp nhiều khó khăn trong nghiệp diễn, được chú ý ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng Dương Tử lại không có ngoại hình xuất chúng, đến mức nữ diễn viên gạo cội Tống Đan Đan còn khuyên cô ấy đừng tiếp tục hoạt động trong showbiz nữa. Vì niềm đam mê với diễn xuất mà Dương Tử nhất quyết không chịu rời khỏi showbiz, và sau nhiều năm cố gắng, cô ấy từng bước trở thành đỉnh lưu với loạt phim hot. Hiện tại Dương Tử là gương mặt có thể gánh phim, được các nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng. Địch Đại Nhật Ba có số làm minh tinh. Địch Đại Nhật Ba trời sinh đã có số làm minh tinh rồi các bạn ạ. Tuy cũng mất mấy năm miệt mài làm việc, nhưng chỉ với vai phụ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, cô ấy đã có thể đại bạo từng bước trở thành đỉnh lưu. Bao nhiêu năm qua, độ hot của Địch Đại Nhật Ba chưa bao giờ suy giảm, thậm chí chúng tôi thấy cô ấy còn được khen có khả năng gánh phim. Không chỉ vậy thôi đâu, giá trị thương mại của cô ấy còn rất cao và được nhiều thương hiệu ưu ái. Gương mặt của Angela Baby. Dù được cho là gương mặt không tự nhiên nhưng chúng tôi tin rằng chẳng ai có thể phủ nhận nhan sắc quá đỉnh của Baby. Gương mặt của Baby có đường nét tinh tế và rất thu hút. Chúng tôi nghe nói cô ấy còn là đối tượng mà nhiều cô gái Hàn Quốc muốn hướng tới để tút tát nhan sắc. Quả thật vẻ đẹp là thế mạnh của vợ cũ Hình Huyền Minh, nhưng cũng chính là điểm yếu. Không có năng lực, Baby của hiện tại chỉ có thể dựa vào nhan sắc để tồn tại trong showbiz. Khi cô ấy ra đi rồi, thì e rằng mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.